Vâng, sắp tới thì vào ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 thì sẽ có giải vâng AOE toàn quốc anh em nhé, sẽ thi đấu ở hai thể loại 22 và 44. Hy vọng rằng anh em có thể bớt chút thời gian. Ừ, tính xem hôm nay 27 rồi, 10 ngày nữa. 8. Đã bảo hôm nay 27 rồi lại còn hỏi lại tuần nữa à? Nào, chúng ta có đến với trận đấu tiếp theo nào. Yes. Hiti. Cần 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 Hitman ở bên kia là Percy. Hitman Percy. Velop là người cầm Primeran. Vâng, Hiti của Hoàng Mai Nhi. Đấy, chào quân thế này là cũng đúng người đấy. He là người cầm Assyrian. Còn Persian là của Gunny. Vâng, em chào anh Trường Nguyễn nha. Vừa giữa trận em không để ý comment của anh em, chào tất cả anh em. Vâng, hy vọng anh em chúng ta có thể bớt chút thời gian giữa trận đầu trận này rảnh tay anh em like và chia sẻ để ủng hộ game thủ Hoàng Mai Nhi. Anh em đừng quên ấn theo dõi fanpage của Hoàng Mai Nhi cũng như là ấn vào biểu tượng cái chuông ở phía góc phải phía trên màn hình để mỗi lần khi các game thủ ra livestream thì anh em nhận thông báo đến từ game, Facebook Gaming. Vâng, chúng ta theo dõi màn hình máy Primeran của Velop thời điểm đầu tiên để xem anh ép đời như nào. Vâng, chào anh Sáu tất cả, chào anh Nguyễn Điệp, chào tất cả anh em. Đây rồi, quả phụ và pan đây rồi, quả 6 cây luôn này, đẹp đấy. Nhưng tôi cần đồ lùa về. Ồ, thế này pan này không có đồ lùa về à? Thế pan này không đột biến được đâu. À đây, nhưng đồ này làm sao mà về được hai quả phụ cho pan. Bài 18 mà thậm chí là 19 dần đấy. Vâng, anh Thành Long lúc nào cũng thấy đúng rồi anh ơi, vì Thành Long là support mà, chuyên support. Ăn mới lại gõ bàn phím thôi. Đúng thế, anh hùng bàn phím đấy. Thành Long chỉ ăn với lại gõ bàn phím. Úi giời ơi, bây giờ thì lại nhắc đến nước mới nhớ. Hôm nay trong ví hết sạch tiền, không đủ tiền mua chai nước. Bây giờ thì biết làm gì đây? Bình luận chay thôi. Hy vọng lát nữa thì được bầu bầu đạt cho bằng luyện giọng, luyện thanh bằng ít tiểu. Nhân đôi ở đây này, hợp lý đấy. Đóng được không đây? Có lẽ đóng sát sát luôn với bãi vàng. Vâng, tí chặt cây gỗ 40 kia đi. Là như vậy là sẽ có một chiếc BS ăn vàng đẹp luôn. Vâng, em rất cảm ơn anh Nam Nguyễn Hữu vừa gửi tặng game thủ Hoàng Mai Nhi 50 sao. Pan này pan của game thủ về lớp, một voi về nhà, hai quả phụ, bầy hươu phía ngoài. Quả này là quả 6 cây này, không biết quả phía dưới là quả mấy. Rồi, xem bài Hitty nào. Hitty trong map la thường thường nghiệt. Và đúng là nghiệt thật. Ấy, có voi, có voi. Đôi đi, đôi đi, đôi đi. Ôi voi ơi, voi ơi, voi ơi. Hay quá, hay quá. Vâng, voi đôi dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Tươi, tươi, tươi. Bài đang bình thường trở nên bài ổn hơn. Bài đánh giá là bài ổn thôi, thêm bầy hươu phía dưới nữa. Như vậy là chúng ta vẫn là được đòi. Ok, trở lại với pan nào. Hai quả phụ 6 cây. Tươi rồi đấy, 19 dần đúng như tôi dự đoán thời điểm đầu mà chúng ta không thể đột biến được, đánh 19 dần cho to khỏe ra. Sau khi lên đời thì hai lời bánh xe luôn. Đang thiếu khá nhiều thực. Vẫn thiếu thực. Kích. Kích. 88 808 108 1030 35 bài này. Ý rồi, có hiêu nữa, bài pan khỏe này. Bài pan này không đột biến nhưng bài pan khỏe. BB. Không biết là pan này có pan có chém chết được một nhà bên phía đối phương, đặc biệt là Per không. Vì đội bạn là hai quân ép lời tuyển cả, cả Per và cả AC. Chúng ta chỉ có mỗi pan thôi.
Lên đời thì với việc ăn hai bãi quả thì lượng thực dồn lên sẽ là rất rất nhanh. Bách 26 dân, bởi hiếu 4. May mắn là có đôi voi cạnh luôn. Bài phải bo nhỏ rồi. Đây là bàn đánh máy của Hoàng Mai Nhi. À, Vlog, tôi xin lỗi Vlog. BN của Vlog nào. BM. Và đây là BN. BN anh em nhé, chứ không phải là L ở đâu nhá. Đội bạn lên đời là rất sớm. Đúng là cái hệ ép đời AC và Pơ. Một chiếc BL thứ hai. Vâng, lên đời còn nguyên hai bầy hiêu cho chúng ta. Có phải chọc chéo không? Bên này thì đang đóng nhà điều kiện một cách gấp rút để có thể kích đời. Lớp tiếp tục đẩy con ngựa giò của mình đi và chưa thấy ai cả. Gặp luôn ngựa giò màu 1 Gunny ngựa Amper. Toán dừng thôi. Khả năng nếu mà có một nhà tới hướng 12 giờ thì sẽ siêu kín. Chọc chéo mà xa quá. Ôi trời ơi. Chọc chéo gặp thế nhà xa này thì tù. Kín luôn này. Hè hè kín luôn nhà IC biết ngay mà. Thế nhà mà nằm dưới hướng 12 giờ là tù đấy. Thì kín. Kìa gặp kìa. Ui trời. Hay quá, nó chạy rồi, quay lại chơi nó. Dân này là dân Pơ, dân không bánh xe. Rồi 2L chạy thẳng lên nhà BL của nó. Tơn L thứ hai nó không đều này, có vẻ ăn hoang hết đồ. À không, nó ra muộn thôi. Ra muộn đến từ game thủ Gunny. Vâng, lạc đà đang chạy thẳng lên. Nhưng đội bạn đang có một lạc đà thủ. Ôi no. Chấm 4 luôn. Khó quá. Về lơ bên này thì vẫn đang cố gắng cắn vào dân của màu bật. Xe luôn. Bài đó bạn lên đời sớm lắm mà. Tôi thấy. Úi trời ơi. Lên đời kìa. Ban lên đời bằng với AC ạ. À. Ôi trời, cạn lời. AC kích 10-30. Đánh cái gì map này. Khoai. Đúng là hai quân hệ ép đời. Khó. Vâng, Pơ 12%, AC bài 17%. Pơ lại còn hiếu kép. Quỷ. Lý quỷ, chém 4 luôn. Vâng, tỷ số là 0-2 trận đấu này. Hơi nhanh đấy nhá. Hơi nhanh đấy. Cắt cầu cái nào. Không ai. Cho dù anh có lên sớm hơn tí nữa thì cũng thua. AC nó kín nhả thế. Vâng, anh em đang báo về là thấy Hoàng Mai Nhi cầm 1-2 không đỏ tí nào. Đâu, từ đầu trận đến giờ chúng ta cũng có những cái xe đấu thắng cách biệt đấy chứ anh em. Hai xe thắng đều là 3-0 mà anh em. Mà thắng chủ yếu là do quân và do bài thôi. Chết dở. Khả năng mà đánh 5C kèo này thì cái đánh cái kiểu này thì có lẽ là 10 rưỡi xong mất rồi. Ô thế chết dở rồi. Tầm này về thì không ngủ được. Tầm này mà không đưa nhau đi đâu đấy là về khó ngủ lắm. Bây giờ đang tầm khoảng 1-2 giờ với tầm bắt đầu về đến phòng. Tầm 3-4 giờ ngủ. Bây giờ tự nhiên 10 giờ là 11. 11 giờ là bắt đầu về thì cái đồng hồ sinh học nó chưa cho phép ngủ. Hoài thật. Xeng 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 pan. Xeng pan anh em ơi. Bên là bạn là Katarom.
Vâng, Sengpan và Katarom. Nếu Bách đi lớp sẽ buồn biệt mấy. Ôi giời, 4 thôi à? Nào 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 nào, tìm dừng ngay. Ây quá à, quá à. Dừng dừng kìa, dừng kìa Bách kìa. À lớp kìa, lớp kìa. Ui giời, lại voi nữa này. À không, một cây gỗ thôi, dừng luôn. Ui giời ơi, thôi 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 thôi. Báo cho anh em biết một thông tin, đấy là chúng ta không cần đi dò bầy sen này nhá. Bầy sen này, bầy sen không cần đi dò. Nào bật nào, bật nào, bật nào, bật nào. Đấy là cho đội bạn vâng, chúng ta để thua hai xây đầu và cái kết. Ui giời, ui giời, ui giời. Bách ông đang làm gì mà đau tai thế, chắc là sóc dân à, chậm dân à, chết dở. À dân Fran quên mất. Ui giời ơi, tôi lại cái tưởng là lại bãi quả xấu, chậm dấn cái sóc cứ sòng sọc sòng sọc, kinh quá. He he là người cầm rôm. Tôi đang lấy tiếng vào chat của Bách nên là tôi rất nghe rất rõ. Rôm cá. May quá bãi quả vẫn ổn dành cho Pamira. Thôi xem xem nào. Xem bài này ép đời là móc binh đấy. Đó còn đánh bài tàu nữa. Vâng, đang trên đường lùa hưu về thì gặp ngay con voi, vô tình gặp ngay con voi của ai để quên. Bình luận viên làm kèo nữa đi, cái này thì phụ thuộc vào các game thủ anh em ạ. Cái này thì em không thể có thể can thiệp được vào. Mà thôi, dại gì? Thôi thôi, tôi chịu. Anh em cứ đang bảo làm thêm mấy xe nữa nhưng mà thôi, cứ chắc cốp giành chiến thắng cái đã. Vâng, ví dụ như kèo đấu này đánh 5 xe mà thắng tầm khoảng bao nhiêu? 4-1 mà đánh 7C, à thì vẫn tính là chung cuộc vẫn thắng. À thì cũng được. Thôi thì lát nữa để tôi động viên đánh 7C vậy. Phải đang sớm. Không biết là có động viên được không. Nhưng mà khả năng mà tầm khoảng 4-1 thì đội bạn đã nghỉ luôn rồi. Úi giời, cái bài xe. Có lẽ bài này cho tôi vào đánh thì cũng thắng. Ông lớp ông lại còn đang còn thách thức. Vâng, cái kiểu hệ thách thức thanh hài anh em ạ. Bảo tôi vào đánh. Cái bài này tôi vào thì kiểu gì tôi chả ép được trong 10. Úi giời, úi. Hay. Thắng anh em ơi, thắng, thắng, vẫn thắng thôi. Đấy là một con nông dân người ta gọi đấy là tế thần rừng. Phải tế thần. Trận này muốn thắng là phải tế thần. Đấy, nếu mà thì cái tên trước khi cơ voi mà F3 để tôi vào tôi thay thì có phải là không chết con dân đấy không? Không sao, phải chết con dân vì chúng ta bài là bài nhiều voi nhiều đồ. Phải tế thần rừng. Vì trận này là trận tươi rồi thì phải trận sau phải tươi nữa. Tiếp tục một trận tươi nữa, hai trận tươi tiếp theo nữa. Để bật xe này luôn. Kiểu gì cũng phải tế thần rừng ít nhất là một con dân trong một xe. Rồi với lợi thế con đẹp này chúng ta tế luôn là hợp lý rồi. Quả đầu là 6 cây. Úi giời. Đánh cung đến từ sen à. Tự tin, rất tự tin khi quân đội bạn là quân tịt, rôm cá. Đây là màn hình máy của Pamiran. S nhân đôi. 18 phu. Vâng, anh em thì có người gọi là dân, có người gọi là phu. Và đây là bãi quả. Tôi mới thấy được, à 5 cây, vẫn 5 cây. 1 cây bị lấp sau cây gỗ. Bài dường như là cũng đẹp đấy. Vì Bách tôi đang thấy được là không đi dò nữa. Như vậy ít nhất là bài đã đủ đồ. Úi giời, được. Cho thì xin. Lớp đang báo về là cho 100 thịt. 100 chứ 200 thì cũng càng sướng. Bấy hiêu này. Móc binh. Ba này chỉ cần cân cánh là thắng. Cho dù là cùng cánh với ai chỉ cần cân cánh là thắng. Vì sen bên kia ép đời tốt lắm. 17% và 16% đến từ đội bạn. Vâng, em chào anh Nguyễn Đăng Ái nhá. Ui giỏi ơi, anh đang khen giọng em ngọt nhưng mà thực sự tên anh em ngọt cũng ngọt, em nghe cũng ngọt quá. Nguyễn Đăng Ái. Xem Bách nào, Bách đóng nhà gì chưa? Tôi vừa nghe đóng nhà BL xong. Vâng, đây là nhà BL. Kích đời. Ui, thiếu một thực thôi. Kích. Rồi, 14x. Úi trời, lớp không cho. Cảm ơn. Thay mặt đảng, thay mặt chính quyền,
Thay mặt các ban ngành đoàn thể nhà nước xin cảm ơn 100 thực của game thủ Vlog ở trong trận đấu này. Vâng, lá lành đùm lá rách. Ui giời, bò như này thì đội bạn sẽ phải đi vòng rất xa. Cái hướng mà từ mép bản đồ từ 6 giờ lên là đã kín rồi này. Một cái BB. Vâng, ở trên này thì cái BL với lại mấy quân vực cánh rừng nữa là siêu kín luôn. Không có lối đi dành cho đội bạn. Đây rồi, màu 7 hơ hơ. Và đây là bãi quả của hơ hơ. Vâng, đúng rồi, ngày hôm nay thì Hoàng Mai Nhi đánh 3 kèo luôn liền anh ạ. Đánh từ sáng đến tối. Rất trâu. Bên này thì he là người cầm Roman cánh bên này rồi thì chắc chắn rằng Venlop sẽ là người cùng cánh với Catanian của Gunny. Đánh chém với từ Gunny. Đương nhiên rồi, đội bạn là hai chém mà. Trời trời ơi. Màn hình máy của Hoàng mai nhi. Lực kìa, ui sở lượng lực kìa. Lên đời thì không sớm nhưng mà được kìa, ui anh em kìa. Lại còn chơi chéo cánh thế này nữa. Không cửa thua nhá anh em nhá. Một lờ bánh xe xong thủ phù ra thì lấy cái gì cho đội bạn đỡ trận đấu này. Roman liệu có đủ lực khỏe để lên được bánh xe luôn không? Con nông dân kia vẫn bị vơ đi anh kìa. Cho nó làm lại vàng đi. Đấy. Ui giời. Bỏ qua nhà một luôn, công thẳng của bãi gỗ của mùa 7. Ra ruộng nào, gỗ rất nhiều. Bị phù mất con lạc đà rồi. Tôi cứ đánh Katha thôi, để kệ Roman đi. Màn hình máy game thủ về lớp. Đơn đầu tiên bố nhà BA đều đến từ game thủ về lớp. Hoàng Mạnh Nhi đang bị đi vào những chiếc ruộng ở phía ngoài. Úi giời ơi, mèo vườn chuột, hay quá. Tinh tế, úi giời. Thôi chạy, thằng hơ nó phải e thì thôi, biết rồi đấy. Vào đây nào. E cũng dùng cái sủ trong tình huống vừa rồi. Ây giời ơi. Gunny hở. Ây giời. Chết chưa. Tôi chạy. Mất con giò trong tình huống vừa rồi. Ông lớp đẩy đi. Đã đẩy rồi. Úi giời, dân của Gunny đang đẩy về đây làm gì đây? Có lẽ đây là một tình huống mà vẩy e. Vơ cái đạo dân ăn hoang. Xong vẩy luôn một nhúm dân nó quỵ vào đây. Bên này thì game thủ Hoàng Mai Nhi vẫn đang cố gắng băm bổ ở trong. Bơ bãi vàng. Bãi vàng của game thủ Gunny. Là một... Có phải là bà ngoài không nhở? Đúng bà ngoài thật này. Về lớp chạy lướt qua bãi vàng của Gunny đấy. Ui giời. Cẩn thận nhá. Cẩn thận nó có bắt hết chém của người ta bây giờ. Cẩn thận nó có he he lại mất hết chém bây giờ. Chưa bỏ kín nhà đâu. Với lớp điều cẩn thận không có hè mất hết là hết sọc đơn đấy em với lớp nhá. Điều khéo vào. Không, lạc đà của game thủ Gunny sang. Đây này không chủ quan được. Ui rồi. Vãi lạc đà ruộng kìa. Chạy lên chỗ BG để đợi vầng dụ chém của đối phương lên. Dụ đà của đối phương lên, phù đi bách ơi. Phù cũng không phải đỏ mình huống này. Rồi trong này kín rồi. Tiếp tục phù vào, tiếp tục vẩy e vào. Hở kia vẩy tiếp. Không, sửa. Bắt hết quân đối phương nào. Bốn nhà BA đang bắt đều. Vâng. Bách có vàng không? Vứt lên ra 4 đi nào. À, lên ra 4 đi nào. Nhìn sợ quá. Vâng, tham lai là 40 dành cho game thủ Vlog. Bên này thì Hoàng Mai Nhi tham lai là 26 rồi. Phải 30 gan tham lai 26. Vâng, lạc đà của đối phương và những con sọc đơn đối phương đang đẩy lên là khá đều.
Bên này thì với lớp cố gắng sóc quân nào. Bạch vẫn đang lấy những con lạc đà của màu 2 và đà 30 gan để vâng chém thủ cho game thủ của Velop. Một trận đấu mà thời điểm đầu chúng ta là ưu thế khi có quân tuyển, nhưng đội bạn nhép đời là khá tốt. Và bây giờ thì lượng quân của game thủ He vẫn đang là siêu đông, có bao nhiêu cung rờ đẩy hết về thủ. Bây giờ thì hò hét Hoàng và Nhi vào trong để bắt nốt tên quân của Roman ở phía trong này. Sửa cái móng nghe kìa, sửa móng nghe kìa anh kìa. Bắt Bách đâu rồi? Phù Bách ơi. Nana thì phải. Danny tiếp tục đẩy lên phía sau nha. Với lớp chưa có đủ lực để lên giáp 4. Bách vứt hết thực sang bên này Bách ơi. Vâng, có tay thì hồi máu lại cho con lạc đà của mình. Mình thực thôi, về với lớp cần mình thực thôi. Báo về là vừa bắn được 4 quân phủ đi giữa đường. Thủ màu 7 tiếp tục ra thêm ruộng. Chỗ này hở này. Hoàng Mai Nhi tiếp tục phủ những con lạc đà của Roma. Roman này có lạc đà. Vâng, tầm này thì đội bạn nếu như không công gắt lên nhà của Seng nữa, chúng ta lại công được đội bạn. Vâng, Sen báo về là có cái hốc ở trong này rồi. Cái hốc ở trong hướng 10, hướng lên phía 12 giờ. Đây rồi, bãi vàng của 11 và của Kata. Vâng, với lớp khả năng sẽ chuyển cùng A. Vàng có không anh? Không có vàng. Khả năng 30 đàn sẽ phải vàng, chúng ta chuyển cùng A bài này. Có hốc tạm thời sẽ chuyển cùng A. Bách khả năng sẽ phải ăn vàng cho game thủ với lớp. Nâng đầu, chủ động nâng đầu vàng đi Bách ơi. Đủ để đâu. Đội bạn đang muốn công lên nhà của Hoàng Minh Nhi. Nhưng chúng ta đang dập toàn bộ lạc đà về thủ. Tơn này chơi được. Tơn này chơi được. Công cả phù đến từ Roma. Với lớp lên được. Ui, sao thang 28 kìa. Vâng, Bách đang báo về là bắt hết quân của Roma. Đấy, lại phù được. Đỏ thế rồi. Cặp với Gunny nên là bị Gunny nhập phải hay sao đỏ thế. Ăn bẫy vàng để bơm cho. À giờ không cần bơm nữa nhá, với lớp tự ăn vàng rồi anh ạ. Với lớp tự ăn vàng rồi nên anh không cần phải bơm nữa. Anh cần đánh sóc vàng là sóc quân thôi. Đỏ cái gì? Đỏ nó vừa vừa thôi. Về lớp đã lên cùng A hai áo thành công. Vâng, timeline chúng ta đang bị đi, nhưng chúng ta là có 30 ra. Hoàng Mạnh Nhi timeline vẫn 30. Kìa. Úi giời, đội bạn phối hợp không hay. Không, nhưng mà là đà kìa. Sẽ phải bùng hốc, sẽ bùng hốc, chạy dần nào. Cái gì vậy? Cái gì đây? Cái lượng lạc đà của Parmesan, à của Kata kìa. Về lớp thay 47 rồi. Lên luôn giáp 4. Không vào được, hướng lên kín rồi Bách ơi, hướng lên kín rồi. Bắt đầu bung dần ra ngoài, đóng nhà BA ra ngoài.
Tham Lai 50 dành cho game thủ Club. Hoàng Minh Nhi Tham Lai là 13. Tôi đang lo sợ các bạn sẽ đẩy nhà lên 4. Vâng, lọt vào nhưng không ăn được nhiều dân đâu. Thì về lớp đang có những tình huống vệ tốt. Ô, vẫn hở kìa. Vào đây, bãi quần gỗ cho hết gỗ nào. Chốt luôn nhà cứng đỡ được anh. Chốt luôn cái BS vào cũng được. Hai BB cũng được. Tôi sợ đội bạn sẽ dồn cho một ai đấy lên 4. Có lẽ là Katha là người lên 4. Vì Katha thì đầu sẽ có hot. Vẫn chặt có 1 đấy nha. Vâng, lạc đà Gani đang đứng ở phía ngoài. Khả năng nếu đội bạn nhận thấy mình đi cung A này, đội bạn sẽ úp một tơn. Để sổ vào. Lên lên tầm sao không anh? Chuyển sang chém từ Gani. Rất chuẩn bài. Vâng, tiếp tục ăn bẫy vàng ở nhà của mình. Di lên. Đẩy nhanh Katha. Kìa, kìa, kìa. Cái gì kìa? Báo về là bơm cho 7 để he he lên 4. Dựa rừng nhanh nào, dựa rừng nhanh một tơn nào. Kìa 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 kìa. Vào đây, vào đây. Vâng, mình là hai kích cung Nga phải ít đâu. Đi tụ với nhau nào, ăn vàng nào. Anh cứ về hẳn nhà chính của Bách mà là mà quýt mà, lớp mà làm Bách ơi, đấy có cung Nga rồi. Tham Lai đội bạn đang có hiện tượng vòng xuống, tôi nghĩ có một nhà lên 4. Tôi nghĩ có một nhà lên 4. Vâng, đóng lờ ở đây. Vâng, một đã bay, vé vào. Tiếp tục vé vào. Vâng, tên này Gunny không để ý, tên này sẽ mất rất nhiều dân. Vâng, Gunny đang đứng rất nhiều ngựa chém ở trên này, cả lạc đà nữa. Tạm thời thì Gunny đã phải bay nhà. Đẩy nhanh nhà Gunny và đẩy luôn nhà của Katha đi. À, nhà của Roman đi. Úi giời. Ghê quá, cái lượng chém và lượng lạc đà của game thủ Gunny. Có lẽ là phải 3 kích. Mấy nhà bây giờ vậy? Bảy cũng hai đã lên. Vâng, báo về Roma lên xong 4. Gunny đang muốn thiêu tờ này. Như vậy là Gunny mất hết tất cả những cái lạc đà và những con lửa chém của mình. Nhưng mà lạc vầng sọc đơn đang tràn lên, chuẩn bị có đạp đôi rồi. Bạch Tham Lai 23.
Tôi nhận định đến rất đúng lúc. Tôi chém của thằng 7 sang nữa. Thằng 1, 2 đều từ đầu luôn.